hỏi mọi người. Mỗi người một câu được không? Nếu như bình thường các bạn đi du đêm thì các bạn sẽ đi đâu? Tụ tập bạn bè đi cà phê với nhau như hôm nay nè. Phố đi bộ, ra đó chơi, rồi coi ca nhạc á. Em sẽ thường đi tập gym hoặc là đi cà phê với bạn. Cà phê hay là quán cửa hàng tiện lợi chúng bạn bè hoặc là học bài đêm. Các bạn có biết về series đu đêm của Hoa hậu Thùy Tiên không? Dạ chưa. Bạn có biết series đu đêm không? Em chưa. Các bạn có biết về series đu đêm không ạ? Có, em cũng có biết. Có xem qua. Dạ biết. Nếu như mà series đu đêm quay lại với mùa 2 thì các bạn mong muốn Thùy Tiên trải nghiệm ngành nghề nào? Nhân viên cửa hàng tiện lợi. Làm nhân viên quán cà phê đi. Ngành nghề bán bảo hiểm. Làm nhân viên cửa hàng tiện lợi. Nhân viên phục vụ quán cà phê 24 giờ. Okay, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn, cảm ơn hai bạn. Cái lúc mà mình làm đu đêm mùa 1 mình không nghĩ là nó sẽ chạm được tới nhiều khán giả. Khi mà tự mình gặp trực tiếp những người đã xem series đu đêm rồi và họ trả lời là mình cũng có xem. Rất là cảm động, rất là cảm xúc đó luôn. Và mình đã vừa nghe xong được ý kiến của khá nhiều các bạn trẻ rồi. Thì bây giờ mình sẽ chấp nhận thử thách của các bạn. Và đặc biệt rằng trong tập này sẽ có một khách mời. Nhưng mà chưa được bật mí nha. Hãy cùng theo chân Tiên để xem khách mời là ai và mình sẽ trải nghiệm thử thách nào ngày hôm nay nha. Let's go. Ta. Anh Thanh ơi, cô chỉnh giùm anh đi. Anh Thanh bị gì? Gì vậy? Gì vậy? Đang chỉnh âm thanh mà, đang chỉnh âm thanh, ổn nhầm người rồi. Nhầm người gì? Cái gì đây? Cái gì đây? Xin chào tất cả mọi người, mình là Eric và hôm nay thì Eric rất là vui khi được là một khách mời đồng hành cùng Thùy Tiên trong đu đêm mùa 2. Chào mừng khách mời ngày hôm nay, ca sĩ Eric. Xin chào mọi người. Thực ra khi mà em nhận được cái nhiệm vụ rằng là em sẽ phải hóa trang, trà trộn vào ekip các anh quay phim, em cũng phải để ý xem là các anh hôm nay mặc cái gì để mà em kiểu mặc theo. Thực ra hôm nay là em đi độn hơi cao nên là kiểu mấy anh kia không che được em hay sao ấy. Nên là Tiên nhận ra luôn và đánh em một phát. Ông để em phải xem là nó còn hằn lên không. Ui, em cứ tưởng là anh tới chỗ kia luôn. Trời ơi, tôi đứng thế chỉ rồi, tôi đeo khẩu trang mà lằn hết cả che. Đấy, bảo sao cứ thấy có ai đứng lấp. Là có thấy rồi hả? Thấy. Trời ơi, chết rồi. Tại sao hóa trang cẩn thận mà nhìn giống kỹ sư Thanh không? Thật sự là hóa trang dữ chưa? Kính gửi anh Lê Trung Thành. Thì nếu lần sau mà anh có cái ý định anh muốn giấu một ai đó thì anh làm ơn che cái bắp tay của anh lại. Cái bắp tay anh hơi bự, với lại cái sự trắng xóa của làn da của anh á, nó rất là dễ nhận diện ở chỗ đông người. Nên là anh ráng che chắn cái điểm đặc trưng đó của anh thì có thể là sẽ qua mắt được tôi. Thực ra cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà em cũng khá là nhiều việc. Nhưng mà thực sự là em rất là thích cái format của chương trình này. Rất là thích cái cách mà Thùy Tiên truyền tải rất là nhiều cái thông điệp rất là tích cực. Và em đã cố gắng sắp xếp công việc để mà ngày hôm nay có thể được ngồi đây tham gia cùng với Thùy Tiên trong đu đêm mùa 2 tập này. Ok, bây giờ mọi người hãy cùng Tiên và Eric tham gia trải nghiệm thử thách ngày hôm nay nha. Đu đêm thôi. Chua, đang đói này, em ăn gì chưa? Để em mua thì ăn đi. Mặn cả. Em sẽ đặt mặn lắm. Cũng được rồi ha. Gà lăng dữ vậy trời ơi. Bình thường em đi quay hàng tiện lợi là em chưa đi 7-Eleven bao giờ nhá. Okay, anh là không đi rồi, em không đi. Anh đi rồi, anh trải nghiệm hết tất cả các cửa hàng tiện lợi gần như thế luôn. Em thấy là cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội thì nó lại khá ít hơn ở trong Sài Gòn nhá. Rồi, với một cái điều nữa anh thấy là cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội nó nhỏ hơn. Anh thấy để kiếm một cái cửa hàng bự như này khá khó đó. Mà nó có chỗ ngồi như này lại càng khó hơn. Thế là cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội là không có chỗ ngồi. Có thể là nó ở trên tầng nhưng mà nó quy mô nhỏ hơn. Không có ngồi ngoài như này đúng không? Tiên thấy là anh rất là trải nghiệm nhiều hơn Tiên ấy. Chứ Tiên là hình như là chưa bao giờ Tiên ngồi ở cửa hàng tiện lợi như vậy luôn. Tiên chỉ có đi vào mua rồi xong đi ra thôi. Nên là có cũng khá là thú vị. Tiên thấy nó cũng giống kiểu ngồi cà phê vậy đó. Nhưng mà được cái là nó có nhiều sự lựa chọn hơn. Là kiểu lâu mà ngồi cà phê, ý là ngồi uống nước xong thì đói bụng thì vô mua thêm gì đó ăn cũng được. Nên là cũng tiện. Đúng là cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi mà. Ủa, gì vậy? Làm sao?
Không, mà anh có coi Đu Đêm 1. Thực ra cái mùa 1 của em là em có một mình thôi đúng không? Đúng, em có một mình thôi, Thế cái mùa 2 anh thấy nó có một cái sự đặc biệt hơn khi mà có thêm khách mời. Vâng, mùa 2 cũng khó hơn đấy anh ạ. Khó hơn đúng không? Cũng khó hơn đấy. Tại mình mời như anh thì cũng là ca sĩ mà hot. Rồi xếp lịch nó cũng khó. Rồi đấy, là cũng... Không, nhưng mà thực ra là anh coi cái mùa 1 anh rất là thích. Anh rất là thích cái cách mà em kiểu như... em cho mọi người thấy được những cái góc nhìn khác về những cái nghề mà về ban đêm ấy rất là hay, nên là anh muốn là mùa 2 khi mà anh nhận được lời mời là anh bằng mọi giá này phải tham gia được. Ôi trời mẹ em cảm ơn nhá. Anh có bao giờ mà anh còn mà lúc anh học ở Hà Nội đúng không, thì đâu có kiểu mà tới cửa hàng tiện lợi để ngồi học bài với các bạn. Không, đấy là cái mà anh thấy là sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn đó. Hà Nội người ta hồi xưa nhé, hồi xưa là anh thấy là các cửa hàng tiện lợi đã có rồi. Nhưng mà ít người ngồi lắm. Người ta chỉ đến người ta mua đồ thôi, người ta về. Ở ngoài Hà Nội anh thấy là kiểu mà đến cửa hàng tiện lợi mà cầm máy tính học này kia thì anh thấy là không có đúng không? Không có đấy, học ở đâu nhỉ? Học ở đâu nhỉ? Hay là đi cà phê không? Chắc là đi cà phê đấy. Sao em đi với quán cà phê ở Hà Nội không thấy học đúng không? Cũng không thấy học nhiều. Học ở đâu nhỉ? Ở nhà. Ủa là sao em? Là bây giờ mình ngồi như này từ giờ đến hết tập à? Bây giờ. Ủa phải không? Là cái tập của mình là... Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm. À, trải nghiệm đúng không? Đấy, cái đặc sản của Đu Đêm là vậy mà. Ủa? Sao cái khúc mà à bây giờ trải nghiệm đúng không? Nó giả nha em á. Khúc đó là kiểu là cài cắm vô nha. Cài cắm đúng không? Hơi à tự nhiên. Không phải à, phải bất ngờ nhưng mà em. Anh xem chương trình của em rồi. Anh xem rồi. Thế mà anh rồi. Kêu anh à thì nghĩ là ôi lạ thế. Là cái không thích thế lạ thế. Anh tưởng là mùa 2 em có sự thay đổi. Không, em vẫn thế thôi. Em vẫn phải trải nghiệm thôi. Ăn uống xong em. Anh nốt miếng này đi. Anh cứ ngồi đây không? Đi. Thôi. Để em. Rồi đi. Em đưa thiếu gì hả? À, không phải, ý là chị có biết series Đu Đêm của em không? Em có coi được tập chị Chiên Mực á. À, đó. Ý có một tập là vui rồi, có coi là vui rồi. Ý là tại vì hôm nay em đang quay Đu Đêm 2 thì em cũng muốn là được nói chung là trải nghiệm được làm nhân viên cửa hàng tiện lợi hôm nay cùng với anh Eric luôn. Nên là không biết là mình có thể hỗ trợ cho em không? Bản thân Tiên lúc Tiên bước vào thì Tiên còn kiểu nghi ngờ là có cần phải hỏi không hay là cứ vô nói đại, vô kêu mọi người đưa áo, đưa đồ vào làm thôi ấy. Ai vậy đã đi vô bắt mình đi xin ấy. Em nghĩ là kiểu chương trình cũng đã phải hỏi trước rồi nên em cũng không quan tâm lo lắng lắm đâu ạ. Em sợ vậy em ngồi ăn thôi. Anh ăn roi. Người là một miếng roi. Kì thì kêu anh. Mà có thể hỗ trợ cho em không? Em không có được tự quyết định đó chị. À dạ hả? Nhưng mà em sẽ hỗ trợ, em nhờ anh quản lý tới để xin xét nha. Cho chị. Dạ, để chị đợi em xíu. Tự nhiên vô xong cơ gặp anh quản lý hết rồi. Sợ. Anh Thanh ơi, có khách kiếm anh. Dạ. À anh là anh... Anh Thanh. Anh Thanh, à dạ. Không biết anh có xem qua series Đu Đêm của em chưa ta? Có, anh có coi. Có coi là em vui. Tại vì hôm nay thì em đang quay series Đu Đêm mùa 2 thì cùng với ca sĩ Eric. Không biết là có thể xin phép anh để cho bọn em có thể quay tập cửa hàng tiện lợi ở đây được không? Em nghĩ là em có thể thích ứng được với công việc của một nhân viên cửa hàng tiện lợi được không? Em nghĩ là được. Tại vì công việc nó khá là cực, đặc biệt là buổi tối, khách khá là đông. Dạ được anh, dạ được. Được đúng không? Một khi làm là phải được chứ. Anh Thanh, cái mặt ảnh lúc đầu hơi căng căng. Không phải là ảnh hơi căng mà do cái danh hiệu quản lý nó hơi căng. Nhưng mà cái lúc mà thấy mặt ảnh thì thấy anh cũng cười nói vui vẻ, xong mình nghĩ là chắc ok thì chắc cũng được rồi. Cũng được, ok. Ok, em cảm ơn anh. Vậy thì nếu như bọn em làm thì có cần phải trang phục và đồng phục gì không ta? Anh đang đi lấy đồ á chị, đợi okay, em xíu nha. Anh kia em ra an ủi chị. An ủi là sao chị hồi hộp? À không, chị không hồi hộp. Để đợi anh xíu đi. Anh ơi!
Ủa đi hả? Được rồi. Mình đợi anh ăn đi rồi đợi anh đưa đồ mình thay. Là tính mình bán với các bạn này hay có mình thôi? Mình phải bán với các bạn chứ. Rồi, anh gửi đồng phục cho em. Dạ, em cảm ơn. Em là Mỹ Tiên. Dạ, đây là Eric ạ. Trung Thành ạ. Ủa, Trung Thành. Bình thường thì mọi người quen về cái tên của em rồi, mọi người quen gọi em là Eric thôi. Nhưng mà rất là ít ai biết tên thật của em là Trung Thành. Nên là hôm nay khi mà Thùy Tiên và Trung Thành được có một cái bảng tên và có một cái chiếc áo và đội một cái mũ như vậy, mình cảm thấy rất là quý. Có đưa nhầm áo không nhở? Có đưa nhầm áo nữ không nhở? Nhìn nó chết rồi. Trời chéo, cái này là dạy mềm đi. Khung cảnh nhạy cảm không có phù hợp cho trẻ cái em. Trời cái gì? Sai. Trời. Wow, một body khác hẳn Eric. Gọi là trong trí nhớ của Thùy Tiên. Và nó có hơi hơi sexy. Cho nên mình phải giơ tay mình che liền. Chết rồi. Ôi làm mờ hai đứa nó giùm em nhé. Chết rồi. Anh Thanh ơi. Sao em? Anh check đồng phục giùm em với. Sao mà bó dữ vậy? Sao nó hơi bó không anh nhỉ? Anh có đưa nhầm áo cho em không đây nè. Sao này sai gì anh coi cho em coi. Sao này sai gì đây? Sai mờ. Anh mặc sai gì? Anh lên sai L rồi hả? Thôi mà. Thôi đợi đợi. Để anh vô lấy áo khác cho. Anh lên sai L rồi hả? Bình thường em mặc size M không có vấn đề gì cả, nhưng hôm nay lúc mặc size M và thì nó hơi đây anh gửi lại cái áo đây là cái này để cho nó vừa cho nó vừa ha. Em vén tóc cho nó gọn chút xíu ha, tháo trang sức ra luôn, là phải tháo hết luôn đây. Có thực sự là đi có thực sự là đi làm em hơi nhiều là sao đây? Rồi gỡ thôi bị phạt đi rồi, quản lý nhất thôi. Cầm cái chuyện đâu, cầm cái chuyện đâu. Rồi, cẩn thận không? Đợi nha. Một lúc sau thì bọn em đã đổi được thành cái size L và hôm mặc một chiếc áo rất là thoải mái. Và em nghĩ là hôm nay em rất là thích cái outfit này. Rất là thích cái outfit này, không biết là tí nữa có được xin áo này về không nhỉ? Đỡ hơn đúng không? Ok, đỡ hơn. À, okay. Cũng cái này là lên size rồi đấy nha. Tập cân thôi, okay. Anh Thanh ơi. Trong cái môi trường của cửa hàng tiện lợi á, là mình... Ờ, đúng rồi. Em tự giác đây. Là sao nữa? Đây. Là đã kêu tháo rồi hả? Sao nữa? Tháo rồi đây. Nhiều quá. Rồi. Ủa? Nhiều quá. Hết rồi. Thật sự rồi. À, thì anh muốn là trong cái môi trường của cửa hàng tiện lợi là mình sẽ không được make up. Hả? Mà em đâu có make up đâu. Đâu có make up đâu. Không có. Em là tự nhiên. Tự nhiên dữ chưa? Là dữ chưa? Mình không nên make up đậm là gắn mi thôi. Nhưng mà khi mà khách tới mà để một khuôn mặt mà nó không có má hồng, nó không có cái điểm là khách sẽ sợ và bỏ chạy. Đúng không anh? Dạ. Nên em nghĩ là nếu có một cái sự nhẹ nhàng chút xíu thì nó vẫn tốt hơn. Tôn trọng khách hàng đó mình đẹp. Em thì ok nhưng mà em thấy Eric hơi đậm. Không có, Anh là không mách gì. À không biết là ok. Nói chung á thì nếu mà tụi em trải nghiệm ở cửa hàng tiện lợi á thì anh nói ra cái quy định của công ty bên mình như vậy. Đó. Tiên hơi bất ngờ về quy định. Nói chung là mình cũng là người đã từng trải qua các nghề như là phục vụ lễ tân thì mình cứ tưởng là mặt mũi tươi tắn sáng sủa là sẽ được. Nhưng mà xong rồi khi mà mình nhìn các bạn nhân viên trong cửa hàng tiện lợi thì mình thấy là đúng là các bạn không make up gì thật. Chỉ có đánh son thôi. Nhưng mà nếu mà hôm nay thì hai đứa em sẽ là một nhân vật đặc biệt cho nên là mình gọi cái này là cái đặc ân cho hai bạn có thể giữ nguyên cái make up này. Make up tự nhiên này nhất. Em là không có make up luôn. Đó, em là tự nhiên cái má nó tự đỏ lên chứ làm gì make up. Đây sẽ là bạn Minh Nguyệt, sẽ là bạn training cho hai đứa em. Thì đây là Thùy Tiên. Còn đây là Trung Thành. Thì anh giao nhiệm vụ cho em hôm nay là training cho hai bạn này. Hôm nay sẽ là món trà sữa và mì trộn. Dạ rồi. Nha. Bắt tay đi. Bắt tay. Ok. Chào mừng các em nha. Rồi, training. Ok. Ở trong đây là có nguyên vật liệu để mà thực hiện mấy cái món đồ ăn là mì trộn giúp em nha. Mì trộn là như thế này. Mình chuẩn bị topping, nếu như khách có mấy lượng máy là topping. Okay. Anh chị có gì chịu khó học thuật topping giúp em nha. Ở đây là Meroway nha. Bên mình sẽ có một số món là sử dụng bằng lò vi sóng. Có hướng dẫn ở trên đây sẵn luôn. Theo dây từng món đồ ăn. Dạ rồi. Dạ rồi. Ok. Cũng dễ. Bánh mì thì mình sẽ dùng bằng nồi chiên không dầu giúp em nha. Dạ. Tính mở đây.
đi ăn cơm. Ăn hộp cơm bạn. Cho mình tới coi, người ta làm cái này nè. Hồi xưa em thích. Em thích cái này lắm luôn ý. Hồi xưa anh có giống em không? Đi coi siêu thị á, cái muốn kiểu thích xíu nữa cho lại. À dạ. Thích xíu nữa cho lại. À dạ. Chờ đến tới sáng luôn. Ok. Tí nữa anh sẽ ghi cái, còn em sẽ là người mở mấy cái này ha. Dạ. Và bên đây là để nguyên vật liệu nước cho em nha. Hôm nay là anh Thanh cho anh chị là target là về trà sữa với lại mì trộn. Em có để trà sữa bên đây luôn. Mỗi một bạn vào ca là sẽ chia ra là cho một cái nhiệm vụ riêng, là bạn tập trung cho phần nào hay là sẽ như thế nào ta? Dạ là tùy mỗi bạn, thì khả năng của mấy bạn là có người sẽ úp được đồ ăn nhiều hơn, có người sẽ up sell được nước tốt hơn. Quản lý là sẽ đưa số, các bạn sẽ tự trong ca sẽ chia target ra. Anh chị lát có gì mình cứ tự chia target về trà sữa hoặc là mì trộn nha. Đây là trà sữa nha, trà sữa dễ bán luôn nha. Hôm buổi tối người ta cũng ăn nhiều đó, anh sẽ target về mì trộn. Mì trộn cũng ok đấy. Anh Thành á, ảnh rất là nghe anh Thành lạ không? Nghe anh Thành tưởng nói ai không? Một điều tiên rất là để ý đó là rất là ga lăng. Mười, nếu mà người xem lại những cái chi tiết nhỏ nhặt nha rồi thấy rất là ga lăng luôn. Em ăn cái gì nữa? Thôi em được rồi đó. Em ăn hoa quả. Thôi. À. Ga lăng dữ vậy trời. Đây là trà sữa nha, trà sữa dễ bán luôn nha. Hôm buổi tối người ta cũng ăn nhiều đó, anh sẽ ta cái mì trộn. Mì trộn. Rất là dễ thương. Chị dạ cái này là chi mà phục vụ khách xong á chị, là mình sẽ ở quầy bích cúp này giúp em nha. Ok. Dạ rồi muỗng đũa ống hút mì trộn là cũng đưa ra đây luôn. Dạ đúng rồi, mặc định đưa ra giúp em để tránh bên kia khách bị ủng ứ. Ok. Thấy ok đó, thấy tạm ổn. Chị tính tiền. Chào chị. Tính tiền đi. Chị có thẻ cái gì nhỉ? Chị có thẻ nhân viên. À, okay. Chị có thẻ. Dạ. Rồi, tôi phải tính cái này trước. Về đúng cuống, không nhớ nó là cái thẻ gì đâu đấy, kiểu nghĩ trong đầu là thẻ gì ta, thẻ nhân viên hay thẻ khách hàng hay thẻ tích điểm thì không có nhớ, rất là quá nhiều thông tin nó phải tiếp nhận vào đầu, nên lúc đấy thật sự rất là rối. Chào chị, đợi em một xíu nha. Bảo ấy nhá, cái này là sao? Cái này em chưa học chị thông cảm em. Dạ rồi. Rồi xong rồi đó. Mời trà sữa. Bây giờ có mì trộn không? Hôm nay bọn em có chương trình khuyến mại là ăn mì trộn hoặc là trà sữa. Thì là mình trà sẽ được thôi, trà sữa thì size M sẽ có free topping ạ. Free topping. Đi. Em cảm ơn chị. Trà sữa đi. Trà sữa trắng. Em cảm ơn chị, của chị hết 72.000 ạ. Kiểu lúc đầu mọi người cũng nghĩ là chắc là mọi thứ nó cũng sẽ đơn giản thôi, cũng không có cái gì quá là phức tạp. Nhưng mà đến khi vào thì thực sự quá là choáng ngợp, và mình kiểu căng thẳng đến cái nỗi mà mình lấy những cái túi ni lông lên, và mình tay mọi người rất là run. Tại vì rất là tận tâm và muốn làm tốt, cho nên là mọi thứ cái gì anh nhìn cũng hơi gọi là nghiêm trọng và kiểu lóng ngóng, rồi sợ làm hư cái này, sợ làm không được cái kia, và run tay nữa. Tiên thấy những cái đó rất là dễ thương. Dạ chị, em tính tiền nha chị. Chị ơi, em gửi chị tiền thối, em cảm ơn anh chị, em gặp lại ạ. Dạ vâng, đây em đang up sale chị ạ. Có chương trình khuyến mãi là ăn mì trộn. Em thấy chị ạ, chị có ăn chè dừa dầm và bưởi, nhưng mà chị thiếu một cái món chính ấy. Em nghĩ là chị ăn mì trộn một tí là rất là ngon. Mì trộn ngon lắm anh ạ. Cái mì trộn sốt Thái và sốt Tứ Xuyên ạ. Sốt Thái ạ. Của anh là 155.000 ạ. Cái gì mà chưa có học cái gì hết, thì khách vô hào hài vậy. Tiên thấy hơi rối, có quá nhiều thứ cần biết, mình chưa kịp hỏi là một cái gì hết, là tự nhiên khách vào liên tục. Rồi mình còn chưa kịp học cái cách mà bấm máy như thế nào nữa cơ. Hơi choáng thật, Eric và Tiên đang học việc thôi. Nhưng mà kiểu khách vào quá là đông đi, lúc đầu em còn tưởng là đấy là người của chương trình cái, nhưng mà thực ra không phải. Đấy là những vị khách thật và họ mua những cái món đồ đó thật. Cho em hỏi xíu là ví dụ cái mì trộn kia thì lúc em hỏi thì là em sẽ hỏi họ là ăn topping gì không hả? Đúng rồi. Theo cái nguyên lý gọi là nguyên tắc mà mình upselling á, thì mình không nên hỏi đặt câu hỏi yes no cho khách. Hay mình hỏi là anh chị có dùng không, thì hầu như là 80% người ta sẽ nói là không. Đúng rồi. Đó mình sẽ không upsell nó hiệu quả. Để cho anh chị thêm mì trộn luôn nha. Yeah, đúng rồi. Ủa anh làm ở đây lâu chưa anh? Anh làm ở đây được 5 năm rồi. Anh có muốn theo đuổi
con đường này lâu dài không? Tại vì bình thường nhé, nếu bình thường các bạn mà làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thì em thấy là mọi người hay làm part time nhiều hơn, các bạn sinh viên các bạn làm kiểu như là part time thôi, nhưng mà em thấy anh ở đây là làm 5 năm luôn. Đúng rồi, cái thời điểm đầu khi mà anh đầu đây làm á, anh cũng không nghĩ là mình sẽ gắn bó lâu dài với nó như vậy. Thì khi mình làm rồi mình thấy là công việc nó phù hợp với mình, càng ngày mình càng yêu thích nó và mình thăng tiến và phát triển cùng với nó luôn. Anh Thanh truyền được cho Tiên cái niềm yêu nghề làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi, không phải là bạn chỉ làm một công việc đơn lẻ mà là phải làm nhiều cái cùng một lúc. Và làm cách nào để sắp xếp từng nhân viên để có một cái môi trường làm việc mà nó năng suất nhất có thể đó, thì cái đó Tiên thấy mới là cái khó nhất. Làm sao mà trong đầu mình lúc nào cũng phải vừa nghĩ được đến cái này, vừa nghĩ được đến cái kia mà không làm sai cái gì hết. Một cái mà Eric học hỏi được ở bạn Thanh ngày hôm nay đó chính là dù là mình làm bất cứ một cái công việc gì đi chăng nữa thì mình hãy làm nó bằng hết cái sự cố gắng, bằng hết cái sự đam mê của mình. Cả một cái hành trình mà bạn theo và cho đến giờ thì những cái nỗ lực của bạn, những cái cố gắng của bạn thì bạn đã được đền đáp rất là xứng đáng. Em chỉ cho hai bạn này làm trà sữa xong chưa? Dạ bây giờ chỉ à? Dạ bây giờ chỉ, hồi nãy chưa kịp chỉ gì nhiều. Dạ hồng trà sữa thì mình sẽ dùng nguyên vật liệu tên là trà đen nha. Ủa em làm ở đây lâu chưa? Cũng lâu rồi chị. Ủa, em làm từ hồi lúc em làm sinh viên á, cũng được 4-5 năm rồi á. Nhưng mà là ý là em cũng giống anh Thanh ấy, ban đầu làm cũng nghĩ là làm để kiểu part time lúc mà mình đi học thôi, mà xong mình thấy gắn bó với nghề được hả? Không, hồi đầu á là em chỉ tính làm cho nó đỡ chén thôi ạ. Nguyệt là một cô bé rất là có duyên. Những người mà kiểu có duyên như vậy rất là mình sẽ không bao giờ ghét được họ hết. Đó. Ông mà thấy cô bé nó cũng hoạt ngôn. Thấy hoạt ngôn đấy. Mà upsell chuẩn nha. Chị thấy em bán hàng rất là được luôn ấy. Thôi đừng khen mắc cỡ. Nhưng mà ở đây là có hai loại trà sữa thì là hai mẻ giống vậy. Một mẻ oolong rang. Cái bay trà nó là tương tự như nhau á chị. Chỉ khác nhau á là cái nếu như oolong rang thì mình sẽ phải dùng nguyên vật liệu tên là trà oolong. Okay. Còn trà hồng trà sữa mình sẽ dùng là trà đen. Ok. Ủa mình bấm này là gì vậy? Cái này được gọi là thăm mò á chị. Để mà trà mình sẽ ủ trà có thời gian nhất định. Có thời gian nhất định luôn. Và nó có âm thanh lớn để mà mình biết được là trà nó đã xong rồi. Ok. Và tụi em lưu ý á. Cái yêu cầu đầu tiên khi mình là một nhân viên của 7-Eleven là mình phải chào khách. Khi mà có tiếng chuông reng lên là 7-Eleven xin chào. 7-Eleven xin chào. Rõ ràng 7-Eleven xin chào. Có người mua kìa. Dạ, chào chị ạ. Cái này là ủ trà thăm ngồi đó anh chị. Dạ, sẽ tắt nha. Mình sẽ chắc lại cái nước nha chị. Đây, lấy cho. Bỏ chạy đi. 7-Eleven xin chào. Xin chào. 7-Eleven xin chào. 7-Eleven xin chào. Ok không? Ok nha. Tôi nhanh lắm á. Tiếp theo là mình sẽ bỏ bột sữa. Bỏ bột sữa thì mình sẽ bỏ là 11 muỗng bột sữa. Đi đâu vậy? Anh vô đi coi nè. Đây đây đây. Học công thức về nhà ta. Thôi. Mấy cái đồ này chắc cũng là kiểu như là nguyên liệu chỉ có ở 7-Eleven đúng không? Tất nhiên là trời. Sao mà kiếm mấy chỗ khác 7-Eleven được? 7-Eleven xin chào. 7-Eleven xin chào. Chết rồi. Ôi, có đếm không nhở? Ôi, không. Xin chào. Chết cha rồi, anh có cái sủi cho mẹ em được không? Không bỏ mất cái này. Không, 7-8 rồi, 7-8 rồi. Phải không, 7-8 rồi, em nhớ là 4-5. Mình là một cái người không giỏi về con số mọi người ạ. Mà lúc đó đang vừa mới học được cái kiểu mà nghe chuông là phải nói xin chào, cái mình cũng rất là hăng hái, đang đếm vừa nhớ đến chuyện xin chào rồi xong cái bị quên. Cho là 6 đi. 6 đi. Này là 6. Thì dư ra thêm một thìa thì anh nghĩ là đậm vị sữa vẫn ngon hơn. Đúng. 11 nè. Hơn thiếu em ạ. 11 nè, bây giờ 11 có thêm một cái được không? Là thôi nhờ. Thêm đi. Thêm thêm không? Thừa hơn thiếu đấy, thiếu là nhạt là nhà là bán mình uống không mất được. Thôi nửa thiệt đúng quá là chỉ có anh hiểu em hiểu không nửa thiệt thôi chế gì trời thừa còn hơn thiếu, ý là nếu nó đậm cái vị sữa lên thì nó cũng đỡ hơn là nhạt, thêm nửa muỗng nữa thôi để nó không, thứ nhất là nếu mà nó có bị nhạt quá thì vẫn có cái nửa muỗng đấy, hoặc nếu mà nó bị đậm quá thì nửa muỗng đấy thì nó cũng không có gì đáng kể cả. Ồ, tay rồi đó, là tay gì là được tay rồi chị. Rồi cái này okay. Mình sẽ bỏ vào tủ nha. Bỏ vào tủ. Tại vì giờ học giờ rất là mệt, mà mình kiểu là mình cứ nghĩ là mình đi học xong rồi đi làm, mà thấy đi làm vui, tại vì kiểu như mới lớn xong rồi đi làm tham kiếm tiền mà tham kiếm tiền đúng trời ơi có bị giống chị không à
ai không có. Trời, tự nhiên cầm được đồng tiền mình kiếm ra trên tay vui á bà. Sao rồi trời, nhưng mà lúc đó em quyết định sao? Thì hồi đầu á là em có tính bỏ học để mà đi làm, nhưng mà xong rồi cái có rất là nhiều bạn bè em khuyên em nha. Đúng rồi. Hỏi em á hả, là bằng cấp á đúng là không có được tất cả, nhưng mà có bằng cấp á thì nó vẫn sẽ dẫn dắt cho mình con đường nó tốt hơn. Để vẫn cân bằng được việc học việc làm. Dạ đúng rồi. Tuyệt vời. 10 điểm. Hồi nãy giờ tụi em training ở đây á, tụi em thấy thế nào? Em thấy cũng cực. Ý là ban đầu em nghĩ là cũng đơn giản thôi, kiểu là mình đi vào thì mình mua các bạn tính tiền ấy, mình thấy nghĩ là cũng đơn giản, nhưng mà xong rồi khi mà khách đông thì sẽ thấy rất là cực. Đúng rồi, mà lúc đấy bị cuốn. Đúng rồi. Dồn dập. Hơi choáng thật, bởi vì có rất là nhiều thứ. Lúc đầu là bọn mình chỉ có làm về mì trộn và trà sữa thôi, nhưng mà sau đó thì còn làm những cái khác nữa, thì em thấy công việc nó cứ liền tay, em không dám nhắm mắt luôn ấy, em kiểu mắt em mở trừng lên ấy. Không biết phải làm thế nào cả. Hồi nãy giờ là Nguyệt có training cho hai đứa em. Yeah. Thì anh muốn là hai đứa em sẽ có một cái thử thách cho buổi tối ngày hôm nay. Thì cái thử thách mà anh đặt ra cho hai đứa em á là mình sẽ bán 30 phần mì trộn, 30 ly trà sữa trong vòng 2 tiếng của hai đứa em. Là chỉ có bọn em làm thôi á. Đúng rồi. Upsell, offer cho tất cả khách hàng và tìm mọi cách. Nhưng mà sao nãy anh không tính cho em đi, nãy giờ em upsell nhiều lắm ý. Không có upsell trà sữa. Nãy giờ em trà sữa nhiều lắm ý. Nãy giờ anh chưa suy nghĩ cái thử thách này. Không, nhưng mà bây giờ anh mới suy nghĩ cái thử thách này thôi. Thì cũng tình chứ cô phải không? Không tính gì hết. Đó, coi như là bây giờ mình đặt cái thử thách cho buổi tối ngày hôm nay ha. Yeah. Tham gia chương trình có thử thách. Lúc đầu mà mình nhận cái thử thách là bán 30 hộp mì trộn là bảo thôi chết rồi, hôm nay là không ổn rồi. Không thể vượt qua được thử thách đâu, bởi vì từ đầu mà Eric cố gắng upsell về cái mì trộn mà có vẻ hơi khó. Buổi tối thì kiểu mọi người cũng sẽ, nếu mà để chọn trà sữa hay là mì trộn thì Eric nghĩ là mọi người sẽ chọn trà sữa hơn, vì thực ra là buổi tối mà ăn mì nó cũng sẽ hơi mập một tí. Anh có mì trộn bò viên ngon lắm, anh có muốn ăn không? Mì trộn em có muốn ăn thêm topping gì không? Có đậu hũ phô mai, có chả cá, có bò lá lốt này. Một cái heo nướng mỡ hành đúng không? Ok. Anh thanh toán chưa? Anh chưa. Ok. Em thanh toán rồi. Dạ ok. Mình có muốn dùng thêm trà sữa hay mì trộn không ạ? Trà sữa bên em đang có chương trình khuyến mãi là size M được free topping ạ. Một trà sữa, tổng cộng của anh chị là 167.000 ạ. Em chào anh ạ. Anh ơi, em có mì trộn ngon lắm, anh có muốn ăn không? Dạ ok. Anh ơi, em đang có một cái chương trình là em bán trà sữa nhưng mà size M thì không có full topping ấy, thì không biết anh có muốn đổi cà phê sang trà sữa không ạ? À, sáng ngày em cần trà sữa đã. Thế em vẫn lấy cho anh cà phê sữa ha. Dạ, em gửi anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Sao để thuyết phục đây? Mọi người bảo không rồi thì mình có thuyết phục nữa không? Thật luôn. Hay là mình cứ nói là thêm ăn thêm xíu đi. Ê, và ý là ở đây á, khách đông đông thì còn vui chứ tự nhiên không có khách thấy buồn. Không nên buồn, hiểu nha. Đứng không biết làm gì. Khách tới. Bên em đang có trà sữa size M là sẽ được free topping ạ. Bên em có hồng trà sữa với lại trà sữa ô long rang. Hai cái đó để rất là ngon. Vậy đó anh hồng trà sữa đi. Hồng trà sữa nhé. Nhưng mà lấy anh ít đá, tại vì mình đang hồng. Ok. Anh có thể tích tiểu không ạ? Anh không có rồi. Dạ ok. Làm cho em đi. À hồi đấy mới làm. Em tưởng là người, em tưởng anh Eric. Của anh. Cảm ơn ạ. Khách trọ ăn mì trộn ha? Đúng rồi, một phần mì trộn sốt Thái. Ôi mẹ, không mì trộn không biết làm đâu. Mì trộn hả? Mì ở đâu anh hả? Đây, mì trong đây. Mì trong đây. À, mì trong đây sẵn. Ôi Eric, anh đâu rồi? Ôi Eric, anh đâu rồi? Một bạn đang ngoài đó. Ok, anh chỉ làm ra nhé. Em mặc đi nhé. Khăn đỏ. Bắt cái khăn đỏ nữa. Ở ngoài đó có thùng rác, mình gom rác cho cái thùng rác mình lau bàn. Nè. Ok, let's go. Ôi, rất là anh đâu rồi. Anh ơi, okay, đây, anh đi ngay cái chân. Em chần rồi đúng không?
trong cái bàn cashier đấy thì chỉ có 3 người thôi, nhưng mà khi mà cái khối lượng khách đông lên thì bọn mình phải chia nhau ra để làm. Người thì tính tiền, người thì làm mì, người thì làm trà, nhưng mà trộm vía là mọi thứ diễn ra rất là ăn ý. Mình chỉ có 2 tiếng để hoàn thành cái thử thách này thôi, cho nên là tụi em tranh thủ hết sức có thể. Nếu mà thời điểm này khách không vô nhiều thì mình lựa chọn cách là ùa ra ngoài kêu gọi bàn dân thiên hạ mua mì trộn. Ôi mà nó có giống như là bình thường mà nó có làm như thế đúng không anh? Cái này là nó sao ta? Tiếng thấy rất là ngại mọi người ạ. Nó ngại chứ mọi người không tin, nhưng mình ngại thiệt. Ở chung một cái nhóm mà mình quen biết thân thân thì mình có thể nói xả không được, xé xác cũng được, nói rất là thoải mái, nhưng mà kiểu bắt mình đi nói chuyện với người lạ thì nó cũng hơi ngại. Người hỏi nha. Hay là mình hỏi những cái bạn khách. Không, mình sẽ đi hỏi với các bạn. Để em. Đúng rồi, ở ngoài quán chạy khách kìa. Ra mời mỗi người một phần đó. Xong. Anh ơi, bên em đang có chương trình khuyến mãi là uống trà sữa sai mời được free topping. Không biết mình có muốn vô không mà, hay ăn mì trộn về buổi đêm cho đỡ đói bụng. Nãy mời rồi. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn nha. Đây đi, anh hỏi bên đây đi. Dùng nhan sắc. Thôi, mở tiếp nhanh lên, nhan sắc của mình. Rồi đi, nhanh lên. Em chào các chị ạ. À, các chị chắc cũng còn ngồi lâu đúng không? Bây giờ các chị đói bụng, không biết các chị có muốn ăn mì trộn hay là uống trà sữa thêm không? Anh chị ơi, bên em đang có khuyến mãi là uống trà sữa size M được free topping không? Mình không biết là mình có muốn dùng không ạ? Hoặc là ăn mì trộn cũng được ạ. À? Trời tối đêm ăn mì trộn. 2 ly hồng trà sữa size M, ly 2, 4, 6, 7 người. Mình uống 7 ly luôn cho đủ. Chứ có người uống người không kỳ. Ok, em cảm ơn nha. Dạ, lại để tính tiền cho em nha, cảm ơn. Nói đi, 7 ly hồng trà sữa chân châu phô mai. Tiên đi ra tiên sale của gì mà sale được một phát 7-8 ly luôn. Mà trong khi là em gặp cái anh đó lúc đầu là em năn nỉ anh mua mà anh không mua ấy. Anh ơi, em có mì trộn ngon lắm, anh có muốn ăn không? Và em bán trà sữa nhưng mà size M được không có full topping ấy, thì không biết anh có muốn đổi cà phê sang trà sữa không ạ? À sáng ngày cà trà sữa đã. Trời đúng là dại gái. Sơn Vân, khách tới kìa. Đây máy nha. Ủa anh, dạ, xin chào. Mời khách. Dạ. Bị khách xin lỗi mì ơn. Sorry, I can't speak. Can you speak in English? Yeah, like Big Mac Ateria. Yeah, sup la ya te lo. Can you show me which one you want? Sorry, I can't speak your language. Ôi, thực sự là lùng bùng lỗ tai, không biết là tiếng gì luôn ấy. Mà Eric có hỏi, bởi vì Eric thì chỉ biết một chút về tiếng Anh thôi, thì Eric cũng có giao tiếp với bạn tiếng Anh, nhưng mà lúc đầu thì bạn không có chịu nói tiếng Anh. Sau là mình kiểu chỉ lên cái bảng và lại đi, rồi bây giờ chọn cái món mà bạn muốn đi, thì cách tự dưng lòi ra là nói được tiếng Anh. Yeah, you speak a little English? Yes, a little bit. Just a little bit. Which one you want? Yeah, like that. This beef one? Burger. This one, beef right? Burger, which is? Beef burger, which is okay. Nói cái gì mà? Nói gì? Thanh toán bằng cái gì? How you pay? Cash. Cash. Okay. Tự dưng rủ nghe. Thực ra là em đã kiểu hơi chậm nên là nhờ Tiên, mà hôm nay thì Eric cũng đã làm mọi thứ một cách rất là trơn tru, rất là ok, rất là cảm ơn Tiên. Thank you. Do you have Vietnamese don't? No, I'm from Vietnam. Sorry, in here we. I'm a Roman guest. Yeah. Because I'm so sorry, we don't allow another currency here. Really? Only Vietnamese don't. So sorry. Card? Do you have a card? Ê, khoan đợi xíu. Khoan đi. Visa card? Oh, visa card is okay. Okay. Thank you so much. You can come here to pick up the drinks. Tiên thì Tiên thấy cái tình huống đó nó bình thường. Chỉ là mình cứ băn khoăn giữa việc là có được sử dụng tiền ngoại tệ hay không thôi.
chị, đuổi lúc thì tiếc. Oh yeah. Oh hello. Yeah. Oh. Hello bạn. Làm gì đây vậy? À chị đang đi đua đêm. Chị. Hello, hello dạ. Em, mình muốn dùng gì? Ở đây hôm nay là đang có hồ đi nhưng mà em muốn làm một điều đặc biệt đó với chị. Dạ. Chị chịu không? Hô tên đi, hô tên đi. Hô tên. Sao hô tên này được em? Ở đây chị không phải là Nguyễn Thùy Tiên, chị là một nhân viên của hàng tiện lợi. Em thích chị. Hô tên đi mà chị. Như cái hô tên này ta. Tự nhiên có một kiểu đang bán cửa hàng tiện lợi nên là cũng hơi ngại, không biết hô như thế nào. Chết rồi. Em hô tên mới mua mì gói. Không thôi em không mua, em không mua. Nguyễn Húc Thùy Tiên, Miss Grand Việt Nam. Con em nè. Phạm Hồng Sao Tảo, Miss Grand Việt Nam. Hay quá. Rồi, mỗi cái mì trộn nha. Nhưng mà mì trộn em muốn ăn kiểu nó healthy. À, mình có gà xiên nướng. Nếu anh muốn gà. Gà xiên nướng. Ok, gà xiên nướng đi ha. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Em còn mua gì thêm không? Thì anh thanh toán luôn chứ. Ok, anh còn phơm lại là hồng trà sữa đúng không? Hồng trà sữa, kem chân châu trắng. Cái này em có lấy không? Cái này em có lấy không? À cái đấy của em hả? À dạ. Ok, cảm ơn em. Chân châu trắng. Không có, không được. Em không được, chúng ta cũng không được. Tết giờ sao mày? Sao không hả chị? Ngân hàng tụi em không có thanh toán. Dạ, hình như là Momo bị lỗi á, nên là tiền của Momo. Mình có sử dụng thẻ hay là gì không? Tụi em không biết. Bạn đi nữa. Cái này anh sẽ là mình có thể check lại ứng dụng cho Momo giúp em một lần nữa được không? Dạ, mình reset lại giúp em nha. Tại hai bạn mới á, cũng chưa có đủ kinh phí để mà đợi view á, xin lỗi hai chị nha. Chết rồi, bây giờ cái tình huống này xử lý sao đây trời. Lỡ đã lỡ quẹt hết rồi mà kiểu ra bill các thứ và đồ ăn cũng đã bóc rồi, nước cũng đã làm rồi. Còn cái này chắc cũng lỗi anh, tại nên anh lỡ để lỡ thanh toán hết các thứ cho bạn. Thôi anh trả cho cũng được. Trời ơi, một ngày đợi biết bao nhiêu nãy. Thôi được rồi đây, 62 đúng không? Tại vì bạn cũng lỡ bóc rồi á nên là sao bây giờ. Cái dòng tiền cuối cùng của anh rồi. Thôi đủ rồi em. Đủ rồi đúng không? Thôi em xin lỗi. Không sao. Cho em số để em làm gửi lại. Ok dạ, ok. Vậy là tổng cộng em nợ bao nhiêu vậy? Thôi được rồi. Thôi, Eric chào mà. Em ăn được rồi. Eric chào mà. Yeah. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Ủa, nó là vụ gì vậy? Sao vậy? Không chuyển khoản Momo được. Lớp đấy là lỡ anh tính tiền mất tiêu rồi. Các bạn bóc cái gói đồ ăn ra luôn rồi. Lần sau á, chị có thể check lại với khách á là thuyết gì, chắc chắn là chưa. Lúc đấy Eric nghĩ là ở phía sau còn rất là nhiều khách phải chờ đợi nên là bọn mình để xử trí nhanh nhất khúc đấy là mình chỉ có thể như vậy thôi, không thể để cho những khách chờ đợi được. Nhưng mà bình thường bọn em ở làm ca đêm kiểu này thì bọn em có những cái gặp phải những cái hành khách hay là những cái tình huống giờ ấp giờ cười gì không? Dạ nhiều lắm á. Những lúc mà mình làm sai giống như hồi nãy của anh á, thì có khách đó thì cũng tụi em nói chuyện kiểu năn nỉ, kiểu diễn thảo mai đó. Xong rồi khách cũng bỏ qua. Còn những khách mà họ cố tình thì sao? Cái đấy khó nha. Cái đấy khó nha. Giống như nãy anh phải bỏ tiền ra do tôi không phải chịu mà. Nhưng mà em là con gái mà em chọn làm ca đêm em thấy mệt không? Kiểu quản lý cả một cái cửa hàng mà vào ban đêm này em có sợ không? Có mấy đợt đó, là ở khu vực xa xôi như là quận 9 rồi đó, cũng xảy ra ăn trộm vào đó. Lúc mà làm như lúc nãy anh chị làm á, là mình đã tập trung vô hết luôn, mình tập trung mình up sell, mình mời khách thì hả mấy bạn không thể nào mà chạy ra bắt được cái người đó được. Cũng là một phần rất là cực trong cái công việc này của em. Thực sự là cảm thấy rất là lo cho các bạn, không biết là có an ninh ta, thực sự không biết phải sao. Nếu mà là mình thì không biết mình sẽ như nào. Chắc là để lấy tiền hả? Sao? Không biết xử lý thế nào luôn á. Ví dụ nếu mà thôi, bảo vệ tính mạng đi. Tí là tiền mình kiếm được, nhưng mà ý là tính mạng mình chỉ có một thôi. Nên là nếu mà mọi người, nếu mà có cái trường hợp đó xảy ra thì thôi, để người ta lấy hết đi. Mọi người làm như này thì rồi thời gian đâu mà dành cho gia đình, thời gian đâu thì mà mọi người cho... làm ca đêm ấy. Đúng rồi. Tại sao lại chọn ca đêm ấy? Nhưng làm ca đêm có nhiều tiền hơn ca sáng.
Là cũng vui đúng không? Nên là vô ca đêm cũng vui. Thời gian đầu chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà nếu mà làm riết thì nó cũng hay của mình thôi. Em thấy nó hơi bào sức ấy, tại vì hồi xưa em cũng đã từng làm ca đêm lễ tân khách sạn á. Thì bình thường là ca đêm sẽ là con trai cơ, mà cái đó anh nghĩ đột ngột, thế là em vừa mới vô làm xong rồi em đổi xuống làm ca đêm luôn. Em không biết là mọi người ngủ như nào luôn ấy, ý là khách sạn là còn kiểu 2-3 giờ sáng là được cho trải cái ghế ra để nằm ngủ ấy, còn mọi người ngủ sao tại nên 24/7. Bình thường là ở đây là không có có được ngủ dữ dần không hay là thức luôn? Đúng rồi, mình chỉ được cỡ 45 phút giữa giờ để mình kiểu ăn trưa, mình nghỉ ngơi, mình ăn trưa ở lộn ăn đến trưa luôn á. Anh ép em dữ vậy, ăn khuya. À chứ không có đúng ngủ, rồi, không có thay phiên cho nhau ngủ. No. Dù như bạn có thức đêm tới cỡ nào thì Tiên nghĩ rằng tới gần mà tầm 4-6 giờ sáng thì nó cũng là cái lúc mà mình mệt rồi. Và đầu óc mình nó cũng buồn ngủ á. Và mọi người vẫn phải làm cái công việc với nhiều những cái nhiệm vụ như vậy từ nguyên một đêm luôn thì Tiên thật sự là Tiên cảm thấy là rất là đáng nể luôn. Bạn ơi, dạ. Hình như hồi nãy bị thiếu đồ của mình á. Ủa, cho mình xem lại nhé. Tức là mình bị thiếu cái bánh bông lan. Bạn đợi một chút xíu nha, cái này mình phải hỏi lại quản lý cửa hàng á. Okay. Tại vì bọn mình không có thẩm quyền quyết định được. Bạn đợi mình chút xíu nha. Anh Thanh ơi. Dạ. Khách kêu là khách có mua bánh bông lan nhưng mà khi mà về thì không thấy, nhưng mà ý là mình đâu có biết được là khách đem về thì như thế nào nên là mình không chắc là được. Khách kêu là về thì bị thấy thiếu đồ, thiếu bánh bông lan như thế này. Thì em nghĩ trong trường hợp này mình xử lý và nếu như mà là em mình không biết là mình phải xử lý như thế nào. Nếu mà chắc cam thì nó hơi mệt không? Chắc đưa cho khách một cái bánh bông lan kem muốn, nhưng mà nếu mà đưa thì mình có bị bù tiền không anh? Nếu mà em đưa không như vậy mà mình không có cái xác thực được là cái đó đúng hay sai thì nó sẽ bị lệch tồn kho ở cửa hàng. Vậy rồi sao ta? Là mình nếu nãy mà khách mà đưa thì nếu mà có quên thì cái bánh nó phải ở đó đúng không? Thì cái việc này để anh thử là check cam này thử. Tại vì mình check phải xác thực. Không, anh nghĩ chắc tầm 2-3 phút mà. Dạ, anh thông cảm, anh đợi em một chút xíu nha, để bọn em xem lại coi là bọn em có để lộ cho khách hàng khác hay không. Okay. Anh thông cảm giúp em xíu, để em làm một cái đợi em xíu. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đừng có bỏ nhầm, không nên là bỏ nhầm được. Không đâu. Cái bánh bông lan kem muối không có nhớ cái mặt bánh bông lan kem muối như thế nào luôn. Thì là anh. Không, anh không thể, anh không biết nó là cái gì cơ. Thôi đi, em là không có bánh bông lan kem muối. Cho mình hỏi xíu có mất thời gian không? Tại vì nếu mà không thì thôi, để mình về được coi nhau. Mình về được coi nhau. Dạ không, cũng nhanh lắm mà. Đợi em một xíu ạ. Ok. Nếu mà có gì cần thì... Cáu, tại vì là thấy bạn có vẻ hơi vội mà cũng như là bạn phải chờ vì mình đang chưa biết được chính xác rằng là mình có thực sự là bị quên không hay như thế nào đấy. Thôi được rồi, để mình về. Anh ơi. Không sao. Anh đợi em chút thôi, xíu rồi, để bọn em check lại. Thôi được rồi. Không sao, được rồi. Anh về mất tiêu luôn. Mà có phải là mình quên của anh không? Tên quên. Chết châu rồi. Anh ơi. Bọn em check lại rồi, là bọn em có quên của anh một cái phần bánh bông lan, để em lấy lại được cho anh. Okay, để chút xíu. Nhà là hai bạn nhân viên mới bên em á. Cho nên là tụi em trong lúc thanh toán thì em có chút nhầm lẫn. Cho nên là anh thông cảm giúp em ha. Thì tụi em sẽ bù cái sản phẩm này lại cho mình ha. Ok. Đó. Ok, đúng rồi, sản phẩm này. Thì anh đừng có giận tụi em nha, đừng có ủng hộ tụi em nha. Xin lỗi anh. Đó, tụi em nên tụi em cẩn thận cái việc giao hàng cho khách, kiểm tra kỹ thật kỹ trước khi đưa cho khách. Ủa nhưng mà hồi nãy là bọn em á hả? Sao? Sao mình không nhớ. Chắc cũng nó đông quá. Tới bây giờ tôi vẫn không tin là do tôi nha. Trong đầu em không có nhớ một cái đoạn này mà có bánh mì kem muối á. Chắc chắn là Eric. Không lẽ lãng lên thế, không lẽ chẳng lẽ là mình lại quên không bỏ một cái bánh vô. Thì số xe mờ bên đây đang được free topping đó chị. Dạ lấy topping nha. Dạ cũng thật sự. Thì số không topping. Thì số không topping. Thì cố lên, xong rồi, xong rồi, cố lên. Nhanh lên. Mời mọi người sang bên này nhá, để lấy nước nhá. Thank you. Ôi trời ơi, nãy không để.
Trời ơi, luôn hả? Hả luôn hả? Ôi trời ơi, ôi mà em không muốn nữa. Không sao, không sao, trời ơi, mày con nhỏ. Mời mọi người nha. Ôi dễ thương mà. Mình uống quá nhiều trà sữa ngày hôm nay rồi đấy. Nhưng mà vì cốc trà sữa này là mình phải uống thôi. Đúng. Đúng rồi. Uống thôi, 1, 2, 3. Cheers. Anh mình đâu có được uống trước mặt như thế, mình là nhân viên. Ôi mẹ ơi. Sữa phạt được cái chế bộ. Em phá. Em phá, ok. It's me. Sau 2 tiếng. Dạ. 2 tiếng thực hiện thử thách thì kết quả không hoàn thành. Và em rất tự hào nhìn là biết rồi, đó. Em nhìn là biết. Mình phải hỏi nữa. Đó, thì tụi em cảm nhận được một ngày tụi em trải một buổi em trải nghiệm làm một nhân viên cửa hàng tiện lợi thì em cảm thấy như thế nào? Thật sự là nó nhiều nhiệm vụ hơn bọn em nghĩ. Nhiều lắm. Và kiểu hơi nhiều rủi ro, đặc biệt trong cái khâu mà nếu mà ở những cái chi nhánh mà đông khách á là rất là nhiều rủi ro luôn, rủi ro trong việc tính tiền. Mà như bọn em thì làm mà kiểu làm đến để trải nghiệm một ngày thôi, chứ như các bạn nhân viên thì kiểu lỡ mà có cái gì là phải đền tiền, bù tiền của mình vào này kia thì nó rất là tội nghiệp luôn á. Thực ra đây là một cái trải nghiệm mà em nghĩ là trước giờ em chưa bao giờ được làm. Mà thực sự đúng như Tiên nói thì em thấy là mọi thứ nó phức tạp hơn rất là nhiều so với như bình thường. Lúc mà em đi vào đây em thấy mọi người có thể khá là em cảm giác là mọi người khá là nhàn, nhưng mà đến khi mà được đúng trực rồi, tiếp làm việc rồi mới thấy là mọi người kiểu rất là căng. Em thực sự căng thẳng mà tay em đây, em cầm cái túi mà em run như thế này luôn này, tại vì thực sự là đông khách và mọi thứ, với cả một điều nữa là đúng là rủi ro thật. Thì cái vấn đề đầu tiên khi là một nhân viên của cửa hàng tiện lợi là cái tính là phải cẩn thận tỉ mỉ từng thứ một. Tại vì nếu mà có sơ suất gì á là các bạn phải là người chịu trách nhiệm. Mình không thể lấy lý do là mình là người mới. Mình chỉ được mới và mình chỉ được mắc lỗi sai 3 lần thôi. Chứ mình không thể, lần thứ 4 mình không thể nói là do mình mới mà mình sai được. Dạ. Trước đó những cái đu đêm trước quá của em là sẽ những người lao động mà kiểu lớn tuổi. Đúng, đúng. Thì ở cửa hàng tiện lợi là một cái môi trường mà các bạn trẻ nhiều trẻ hơn thì em cũng muốn là đưa đến những cái khía cạnh là các bạn trẻ đang nhiệt huyết và đang cũng sống về đêm như những cái người mưu sinh khác như thế nào. Khi mà bọn em tới đây thì bọn em cảm thấy rất là sự là cái môi trường rất là vui, mặc dù có áp lực nhưng mà đúng là Gen Z. Yeah. Mọi người rất là năng động. Thì anh cũng muốn là truyền đạt cái thông điệp này trong cái series của em để mình đem tới cho các bạn trẻ không có suy nghĩ khác hơn về nhân viên của một cửa hàng tiện lợi là như thế nào. Thông qua series Du Đêm của Thùy Tiên thì em nghĩ là mọi người sẽ có một cái nhìn khác, một cái khía cạnh khác về cái nghề gọi là nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Sau này khi mà bất cứ mắt ai mà các bạn trẻ mà xem được cái series này, mọi người muốn làm công việc này mọi người sẽ hiểu rõ hơn rất là nhiều. Em rất là cảm ơn anh. Em cũng cảm ơn anh Thanh với Nguyệt, cả chủ chi nhánh này đã cho Du Đêm là một phần trong hành trình sự nghiệp của mọi người. Cảm ơn tất cả chúng ta đã cùng tạo nên một tập Du Đêm mùa 2 rất là thú vị ngày hôm nay. Bye bye. Thùy Tiên và Trung Thành sẽ cất nó vào trong cái tủ đồ kỷ niệm của mình ở nhà. Ok hả? Trời đòi luôn. Ok hả? Ok hả? Có gì không rõ hỏi em nha. Dạ dạ dạ. Ủa? Ê, chị đọc chị không hiểu cái là đang lấy cái gì á? KTC Bringle Original. Máy tay chiên á chị. À. Nghe. 0139. Anh ơi, cái chai La Vie hả? Ủa lộn anh ở đây anh này, em xin lỗi, lộn anh rồi. Lộn anh rồi. Anh ăn mì không? Em đang có mì trộn ở đây. Đấy, xuống chữ T. Anh có mì trộn bò viên ngon, mì trộn ngon, còn mì là cũng size M mà. À, mì có một size. Mì là nhiều cái size ông này. Trung Thành ơi. Anh Lê Trung Thành ơi. Anh Lê Trung Thành ơi, anh Lê Trung Thành ơi. Đây nè. Ê, khoan, đợi xíu. Chân châu caramel. Hình như khách không có tiền. Cả Tiên thì 10 điểm. Là em 8 điểm, anh Thành 2 điểm.